Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sau một tháng cùng luyện tập, bộ đỉ các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam đã thay đổi đáng kể theo hướng tích cực. Một nửa chặng đường Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đã đi qua, các thí sinh vẫn đang miệt mài luyện tập, trau dồi, tham gia các thử thách để tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện. Với sự giúp đỡ từ dàn cố vấn toàn các chuyên gia, dàn mỹ nhân đã thay đổi rất nhiều từ khả năng giao tiếp đến hình thể. Mới đây, các cô gái đã khiến công chúng bất ngờ khi tự tin diện bikini, khoe bổ đỉ cực gọn gàng. Ai cũng sở hữu vẻ ngoài săn chắc, cùng thần thái tự tin trước thềm bước vào giai đoạn nước rút trong vòng một tháng tới. Các thí sinh cải thiện đáng kể về hình thể. Những gương mặt đáng chú ý phải kể đến Thúy Vân, Hương Ly, Đào Hà, Khánh Vân, Thu Trang. Khánh Vân từng có thành tích tốt ở Hoa hậu Hoàn Vũ 2015, trở lại mùa giải này cô nàng tự tin hơn rất nhiều. Nhiều thí sinh có bộ đi đẹp, chỉ số hình thể chuẩn. Thúy Vân vẫn được chú ý đặc biệt. Lê Thu Trang cũng là ứng cử viên nhận được nhiều kỳ vọng. Các cô gái chỉ còn một tháng nữa trước thềm chung kết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.